Môn này hôm nay là buổi thứ mấy rồi lớp? Là buổi đầu tiên. Ôi sao học buổi tối vậy? Do lớp mình chọn hay là khoa xếp lịch này? Khoa xếp đó rồi. Bữa nay học 3 ca. Sáng chiều tối luôn hả? Rồi, vậy thôi cái bài này thì chắc cô sẽ dạy nhanh thôi ha. Chắc mình học trong khoảng một tiếng rưỡi là xong à. Anh chị ăn Ô, tối chưa? hôm nay cái đánh giá của môn này sao rồi cô? Cái đánh giá môn này hả? Cô không biết có thay đổi gì nữa không, để cô xem, kính chị xem trên lên thử, để cô mở Trên văn lên lên xem sao. tôi có rồi, trên trên lên lên của tụi không có. trên lên chưa có hả? Dạ. Vậy thì lớp trực tiếp học cô Linh xem sao nha, cô Linh quản lý môn này Dạ. á. Còn thường những cái lớp khác á, thì mình cũng làm bài tập nhóm vậy. Lớp mình cái này cũng tính theo thang điểm mới mà đúng không? 30, 30, 40 đúng không? Đúng không? Ừ, 30, 30 thì mình sẽ làm bài tập nhóm rồi là kiểm tra dự kỳ, kiểm tra cuối kỳ. Nha. Không, không lát nữa lớp mình nhắn cô Linh xem là cái kiểm tra 30% á, thì làm bài tập nhóm hay là thi. Làm bài kiểm tra 30% cuối buổi hay là mình học xong rồi 30% học thi 30% con? để cô hỏi cô Linh luôn, hay cô gọi cô hỏi cô Linh luôn Dạ nha. dạ em cảm ơn. Rồi bây giờ mình cứ học đi ha. Bài hôm nay thì mình sẽ học về yếu tố nguy cơ tương tác thuốc. Tiếng Anh là risk factor for drug interaction. Để cô ghi âm lại nè. Recording in progress. Nội dung của bài này thì sẽ gồm có hai phần ha. Yếu tố nguy cơ tương tác thuốc thì mình sẽ có hai phần. Thứ nhất là các yếu tố thuộc về thuốc, và phần thứ hai là yếu tố liên quan đến người bệnh. Rồi với phần giới thiệu chung ha, thì mình biết là tương tác thuốc thì nó sẽ tỷ lệ với cái số lượng thuốc mà bệnh nhân đang dùng. Thì nếu như mà bệnh nhân dùng từ 2 đến 4 thuốc thì cái tỷ lệ tương tác thuốc mình nhìn trên cái hình này thì nó rất là thấp ha. Nhưng mà từ 5 thuốc trở lên thì anh chị thấy là cái tỷ lệ tương tác thuốc nó sẽ tăng lên đáng kể. Và người ta thấy là trong một cái đơn thuốc mà có từ 5 thuốc trở lên á thì người ta sẽ rất là chú trọng đến vấn đề tương tác thuốc ha. Tương tự như vậy thì cái tần suất hay là cái tỷ lệ tương tác thuốc nó cũng tỷ lệ với cái số lượng mà bác sĩ kê đơn. Nếu một ha, bác sĩ thì nó sẽ ít, 2 đến 4 thì nó cũng tương đối ha, nhưng mà từ 5 bác sĩ trở lên á, thì cái mức độ tương tác thuốc nó sẽ tăng cao, kể cả ba cái mức độ luôn ha, mức độ nhẹ ha, minor, moderate và mức độ nặng ha, major. Như vậy thì người ta kết luận là càng dùng nhiều thuốc thì nguy cơ tương tác thuốc nó sẽ càng tăng lên. Cho nên hiện nay người ta rất quan tâm đến cái vấn đề gọi là polypharmacy ha, tức là dùng việc sử dụng phối hợp nhiều thuốc những cái bệnh nhân mà điều trị những bệnh mãn tính. Thì cái yếu tố nguy cơ tương tác thuốc nó sẽ bao gồm Cô ơi, như cái tài liệu này em chưa có cô ơi. có rồi chị quyền gửi mà. Không, chị gửi nhưng mà sao không có cái bài của cô ta? Có rồi không? Có chị cũng có mà. Có chị rồi, quyền. rồi. Dạ. Rồi, em cảm ơn cô giải thích. Rồi như vậy yếu tố nguy cơ tương tác thuốc mình sẽ thấy ở trong cái hai cái bảng này ha, thì mình sẽ thấy nó rất là nhiều đúng không? Thì cái bảng đầu tiên này là những cái yếu tố nó thuộc về thuốc này, ví dụ như là những cái thuốc mà có khoản trị liệu hẹp thì nguy cơ tương tác thuốc nó sẽ tăng cao ha, những thuốc mà cái sinh phải dùng thấp chẳng hạn đúng không? Hay là liên quan đến vấn đề tái dược bào chế ha, công thức thuốc, đặc tính hóa lý của thuốc, rồi hiệu lực của thuốc ha, tương quan giữa liều và đường cong phản ứng. Rồi nó sẽ phụ thuộc vào cái liệu trình điều trị của bệnh nhân ha, thời gian điều trị, cấp tính hay là mãn tính này, liều dùng này, nồng độ thuốc trong máu và mô, thì tất cả những yếu tố này nó sẽ ảnh hưởng đến tương tác thuốc, cũng như là cái thời gian ha,
thời gian và thứ tự sử dụng thuốc. Ví dụ như là mình dùng nếu như mà mình dùng cùng lúc á, thì nguy cơ tương ứng thuốc sẽ tăng cao so với là mình dùng solo ha, mình dùng cách quản nhau giữa các thuốc. Rồi nó sẽ phụ thuộc vào cái đường dùng của bệnh nhân, mình dùng đường sử dụng thuốc, rồi cái nồng độ thuốc trong máu ha, và cái khoảng trị liệu của thuốc này, rồi mức độ chuyển hóa ha, tỷ lệ chuyển hóa thuốc, mức độ các yếu tố thuộc về cái đặc điểm dược đồng học của thuốc, ví dụ như là chuyển hóa ha, gắn kết với protein huyết tương hay là cái thể tích phân bố của thuốc bị tương tác, thì tất cả nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều yếu tố ở đây. Và nhóm yếu tố thứ hai là thuộc về bệnh nhân, ví dụ như là thể trọng ha, phân bố giữa các cái thành phần, rồi dạng đồng hình của các enzyme, nó phụ thuộc về cái yếu tố di truyền của bệnh nhân ha, thì nó sẽ có những cái liên quan đến vấn đề chuyển hóa thuốc. Giống như hôm trước mình học cái ví dụ đó, là codeine đó, codeine ha, thì ở những bệnh nhân mà có cái CYP2D6 thì nó mới chuyển hóa được thành morphine, thì nó có hoạt tính đó, thì các cái dạng đồng hình của các enzyme đó nó sẽ liên quan đến vấn đề chuyển hóa thuốc và tương tác thuốc. Rồi cái đáp ứng dược đồng và dược lực ha, giữa các cá thể, rồi nó phụ thuộc về đặc điểm của bệnh nhân, ví dụ là tuổi của bệnh nhân ha, giới tính, chủng tộc này, rồi lối sống bệnh nhân có hút thuốc lá hay không, uống rượu bia hay không, rồi chế độ dinh dưỡng, rồi bệnh kèm ha, cái này rất liên quan này, bệnh kèm thì nó sẽ liên quan đến các thuốc kèm kèm của bệnh nhân thì nó sẽ ảnh hưởng tương tác thuốc. Rồi liên quan nữa là cái vấn đề suy giảm chức năng của các cơ quan ha, ví dụ suy gan suy thận thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tương tác thuốc, hay là bệnh nhân có kết hợp với các thuốc mà tác động lên cái hệ thống CYP450 thì nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tương tác thuốc. Thì nói tóm lại thì mình sẽ thấy là các yếu tố nguy cơ tương tác thuốc thì nó sẽ có rất là nhiều yếu tố ha. Và trong cái phạm vi bài hôm nay thì mình sẽ phân tích một số cái ví dụ ha, liên về một số cái yếu tố nguy cơ chính. Rồi thứ nhất là các yếu tố ảnh hưởng đến tương tác thuốc thì mình sẽ tìm hiểu yếu tố thứ nhất là về tương kỳ và tương hợp ha. Tương kỳ là hay là tương thích, từ tiếng Anh là compatible. Tương hợp hay là tương thích là compatible ha. Còn tương kỳ là incompatible. Thì cái này là vấn đề nó xảy ra trước khi mà đưa vào trong cơ thể. Thì khi mà mình trộn hai thuốc với nhau đúng không? Đặc biệt là khi trộn trong cái dụng cụ E-side, đây mình thấy cái hình này là E-side này. Đó, tức là hai cái dịch truyền nhà hàng, hai cái dung dịch thuốc nhà hàng, nó sẽ gặp nhau ở cái chặt ba này thì đó gọi là dụng cụ E-side. Thì nó sẽ xảy ra những vấn đề, ví dụ như ở đây ha, phối hợp hai kháng sinh mà rất hay dùng là vancomycin và nó sinh penicillin nhóm 4 ha, penicillin phối hợp tazobactam á. Dùng trong cái dụng cụ E-side thì mình sẽ thấy nó sẽ xuất hiện cụ trắng ha, ngay lập tức. Nó hoặc là phối hợp Cipro và Furosemide của bệnh. Thì đây là một số ví dụ thì anh chị có thể xem thêm. Hoặc có thể xảy ra tương kỳ giữa thuốc với là dịch truyền ha, một số cái dịch truyền ở đây thì nó có thể xảy ra là incompatible, tức có nghĩa là tương kỳ. Thì cái phần này anh chị đọc thêm ha, mình cũng không có thi cái phần này ha. Cái bản tương kỳ đó thì thường á hiện nay á, là mình có thể tra cứu bằng các cái tài liệu ha, các cái sách, thì hầu hết những cái nước mà tiên tiến trên thế giới người ta đều có những sách về pha chế các cái dung dịch truyền ha, thì người ta gọi là sách là injectable, tức là cái thuốc mà dùng bằng đường tiêm á, thì ở nước ngoài người ta rất chú trọng về vấn đề là pha trộn thuốc. Thì trong cái những sách đó thì chị sẽ thấy nó sẽ trình bày với dạng bản như vậy. Thì một bên là hàng, bên là cột ha, thì hai cái thuốc đó mà nó trộn chung với nhau thì nó sẽ xảy ra cái gì, thì mình sẽ thấy ở đây O có nghĩa là không đầy đủ thông tin ha. C là gì? C là compatible, là tương thích, hoặc X có nghĩa là incompatible, là không được phối hợp thì nó sẽ gây ra tương kỳ. Về cách thứ hai, cách thứ nhất là mình sẽ tra cứu sách ha, thì tôi thấy là hầu hết các nước, ví dụ như là Mỹ hay Úc, nó đều có quyển sách này, nó rất là dày, và trong hầu hết là trong bệnh viện người ta đều tra cứu và tham khảo cuốn sách này mỗi khi mà liên quan sử dụng các thuốc tiêm truyền. Cách thứ hai ha, là người ta sẽ sử dụng phần mềm ha. Thì bây giờ cô sẽ stop share này, cô mở cái phần mềm chỉ vào cái phần Google á, share Google.
Rồi anh chị vào Google và anh chị gọi cho cô là cái phần mềm mà không có hiện nay ha, Stabilis này cũng được. Stabilis 4.0 gì đây. Nó đang ở trên ngôn ngữ là tiếng Pháp. Nhưng mình sẽ chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt ở đây ha. Mình vào cái dấu mũi tên ở bên trái này. Mình sổ số mình chọn ha, Việt Nam. Rồi, và khi nó ra tiếng Việt rồi thì thường ở đây mình sẽ tra cứu ha, tìm kiếm khả năng tương thích ở cái mục số 4 từ trên số này ha. Chị đọc ở đây tìm kiếm khả năng tương thích. Rồi sau đó mình gõ vào hai cái tên thuốc, ví dụ như ở đây mình muốn tra cứu là có trộn được calcium với là ceftriaxone hay không ha, thì mình bấm vào đây ha, ceftriaxone, và cái thứ hai mình sẽ chọn calcium chẳng hạn. Sau đó là anh chị sẽ bấm vào phần gì ha. Cái calcium nó có nhiều loại cho nên mình phải chọn loại ha. Ví dụ ở đây ha, canxi clorit dạng kim, canxi gluconat dạng kim ha. Còn mình chọn cái canxi gluconat đi. Thì mình sẽ đọc kết quả ở dưới này ha. Đây nó hiện ra cái ký hiệu này có nghĩa là gì các anh chị? Không tương thích có nghĩa là tương kỳ đó. Như vậy khi mình trộn chung hai cái này thì nó sẽ tương kỳ ha. Không, đây là dạng tiêm. Thì cái tài liệu tham khảo là đây anh chị có thể kích vào phần này để xem thêm ha. Đó, hoặc là một số cái trộn chung ở một số cái dung dịch khác chẳng hạn ha, canxi trộn chung với những cái dung dịch truyền khác thì có được hay không, thì một số cái loại dịch truyền ví dụ như là lipid chẳng hạn ha, các cái dung dịch gì đây anh chị kích vào thì người ta sẽ đọc cho mình dinh dưỡng đường tĩnh mạch hỗn hợp hai thành phần, hoặc là cái này là dinh dưỡng đường tĩnh mạch có chứa lipid này chẳng hạn ha, hoặc là cái dịch truyền có chứa natri hydrocarbonate chẳng hạn, thì nó có thể là tương thích được. Nhưng một số cái mà nó hiện ra cái dấu hình chữ X này thì có nghĩa là tương kỳ. Thì các anh chị có thể về nhà tự xem thêm cho cô ha. Rồi bây giờ cô sẽ quay trở lại cái slide của mình. Đó là hai cách mà để mình tra cứu tương tác thuốc ha. Một là mình sẽ tra cứu bằng sách. Hai là mình sẽ tra cứu bằng cái phần mềm. Thì hiện nay á, ở trong bệnh viện thì các anh chị thấy là người ta các cái điều dưỡng á, hoặc là bác sĩ người ta rất hay hỏi câu hỏi này ha, về cách pha dung dịch tiêm truyền này hoặc là có trộn chung được hay không, thì đây là câu hỏi rất là thường xuyên. Việt Nam thì chưa có những quyển sách mà nó tra cứu một cách bài bản như nước ngoài ha, thì thường các khoa dược bệnh viện nó tự soạn ha, tự soạn ra khoảng 1 đến 2 trang gì đó thôi về cách pha chế một số dung dịch tiêm truyền, thì cô thấy nó thông tin nó sẽ không có đầy đủ. Rồi hoặc là mình sẽ lưu ý về cái vấn đề là khi bệnh nhân dùng thuốc và kết hợp với là bệnh nhân đang sử dụng là cái dung dịch các cái dung dịch dinh dưỡng mà ngoài đường tiêu hóa, tức là bệnh nhân đang truyền ha, các cái loại dịch dinh dưỡng chẳng hạn ha, thì nó cũng có thể xảy ra vấn đề tương kỳ, thì mình sẽ cân nhắc. Đây các anh chị thấy một ví dụ điển hình ha, về phối hợp ceftriaxone và canxi này. Tháng 9 2007 FDA thông báo về việc thay đổi quy chế nhãn của ceftriaxone. Cảnh báo này được dựa trên ha, các báo cáo sau khi thuốc được đưa ra thị trường về các trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh do lắng đọng tinh thể ở trong phổi và thận. Đây là các cái kết quả của các nghiên cứu ha. Và sau đây cái phần mà lúc nãy cô nói á, đó là mình tra cứu trên những cái sách này đây, ví dụ là sách Handbook of Injectable Drugs, cuốn này là của Mỹ này, AHS là của Mỹ ha. Còn cái cuốn thứ hai của Úc này thì nó cũng có một cái cuốn mà để tra cứu về cái các cái dung dịch tiêm truyền. Cách thứ hai là cái phần mềm lúc nãy cô vừa chiếu là Stabilis. Và sau cái sự kiện mà giữa ceftriaxone và canxi đó thì khuyến cáo của FDA 2009 là chống chỉ định ha, khi dùng đồng thời ceftriaxone và các sản phẩm canxi truyền tĩnh mạch đối với trẻ sơ sinh ha, tức là dưới 1 tháng tuổi. Trẻ trên 1 tháng tuổi thì có thể dùng, nhưng mà dùng tuần tự ha, dùng tuần tự ceftriaxone và các sản phẩm này.
Và đặc biệt là chống chỉ định ha, tức là mình sẽ không truyền chung qua cái nhánh chữ Y, Y sai, sẽ chia sâu vào các sản phẩm có canxi, và tuyệt đối cũng không được pha trộn ha, cũng như mình sẽ không được pha trộn sẽ chia sâu vào các sản phẩm có canxi, ví dụ như là các cái dịch truyền ha, ring này, hát hay là các cái sản phẩm dinh dưỡng dùng bằng đường truyền tĩnh mạch ha, tức là ngoài đường tiêu hóa TPN lúc nãy. Rồi vấn đề cái yếu tố thứ hai ha, yếu tố thứ hai liên quan đến phương pháp thuốc là thuốc mà có hoạt trị liệu hẹp. Này thuốc có hoạt trị liệu hẹp ha. Thì cái hoạt trị liệu mình nhớ rồi ha, theo therapeutic index này. Nó sẽ bằng TD50 chia ED50 đó, thì những cái thuốc nào mà cái hoạt trị liệu nó càng hẹp thì nguy cơ tương tác thuốc nó sẽ tăng cao. Đây là một số cái ví dụ này. Mình nhớ cho cô trong cái slide này ha, cái slide này mình cũng sẽ thêm nhiều hơn chị lưu với cô này, ví dụ ADE của cái dấu hiệu ngộ độc của dioxin là gì, thường là trên tiêu hóa đúng không, nó sẽ sớm nhất là trên tiêu hóa này, nôn mửa, giảm cảm giác thèm ăn, rồi nặng hơn thì nó mới là trên trên mắt ha, hoặc là trên tim, hoặc là trên thần kinh đó, nhức đầu chóng mặt đó, thì đó là một số cái đặc tính của dioxin, hoặc là cái ADE của lithium ha, thì thường nó sẽ liên quan đến cái vấn đề là thần kinh này, bệnh nhân có biểu hiện là lơ mơ ha, là vận ngô, run rẩy, giảm cảm giác thèm ăn và cũng những cái rối loạn tiêu hóa giống như là dioxin, phenytoin thì nó cũng tương tự như vậy ha, trên thần kinh lảo đảo, nhìn mờ, chóng mặt, lơ mơ, nói lắp, là vận ngô, teofilin thì anh chị thấy là cái dấu hiệu sớm cũng giống dioxin là trên tiêu hóa. Rồi sau đó những cái dấu hiệu muộn á, tức là khi mà nặng á, thì mình sẽ có biểu hiện trên thần kinh ha, là ví dụ như là co giật này, hoặc là trên tim thì nó sẽ là tim, hoặc purine thường như ADE của nó là trên liên quan đến máu đúng không, thì sẽ gây ra chảy máu hoặc là một số cái ADE của các thuốc thì mình lưu ý là khi phối hợp với các cái thực phẩm lithium á, Việt Nam mình xài ít nhưng nước ngoài cũng xài rất là nhiều. Đây là một thuốc mà chống loạn thần và nó sẽ có những vấn đề liên quan đến phương pháp thuốc là như thế nào. Đây mình nhìn cho cô hai cái hình này ha, cái hình này là liên quan đến cà phê ha, trà hoặc là muối. Đó. Thì cái dấu hiệu ngộ độc thì mình thấy ở đây ha, nhà là gì cũng chỉ tự đọc với cô ha, nhà là gì đây? Chưa. Và nhớ cô là khi mà mình ăn ít muối ấy, khi mình ăn ít muối ấy, thì nó sẽ làm tăng cái khả năng hấp thu lithium và như vậy nó sẽ làm tăng nồng độ lithium và tăng nguy cơ gây độc. Nhớ cô ý thứ nhất nha, khi mình ăn ít muối này thì nó sẽ làm tăng hấp thu lithium và nó sẽ tăng nguy cơ gây độc. Còn cà phê hay là trà, cà phê hay là trà ha, nếu như chị dùng một thời gian dài, dùng một thời gian dài thì thường nó sẽ làm tăng đào thải lithium, làm tăng đào thải lithium. Khi mà mình dùng kéo dài như vậy nhưng mà đột nhiên các chị ngưng dùng ha, ngưng dùng cà phê hoặc là trà, khi anh chị ngưng dùng thì nó sẽ làm giảm đào thải đúng không? Nó sẽ làm giảm đào thải thì nó sẽ làm tăng cái nồng độ của lithium và nó sẽ tăng nguy cơ gây độc. Đó là mình lưu ý về cái lối sống của bệnh nhân ha, và nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tương tác thuốc. Rồi, kính chị nghe nhỏ ha, để cô chỉnh mic to lên. Và cô nhắc lại ha, lithium này nếu như mà anh chị ăn ít muối ha, thì nó sẽ làm tăng hấp thu lithium, tăng hấp thu thì nó sẽ làm tăng cái nồng độ và tăng nguy cơ gây độc. Rồi cái ý thứ hai là khi mà mình dùng trà cà phê kéo dài, thì trà cà phê thì thường nó sẽ làm tăng đào thải lithium ha, và nếu như anh chị ngưng dùng thì nó sẽ làm
giảm cái độc thải đi ion và nó sẽ làm tăng nồng độ và nó sẽ gây độc ha. Thì đó là hai cái vấn đề mà liên quan đến lối sống của bệnh nhân và có thể ảnh hưởng đến cái thay đổi cái nồng độ của lithium ở trong máu. Đây, các anh chị đọc cho cô dòng này ha. Chúng ta phải rất cẩn thận ha, về cái tương tác thuốc và những cái yếu tố ảnh hưởng ha, liên quan đến lithium. Ví dụ như là gì? Là việc sử dụng muối này, cà phê này, hoặc là cái tình trạng mất nước của bệnh nhân. Rồi, yếu tố thứ ba ha, là đường cong liều và đáp ứng. Đường cong liều đáp ứng thì anh chị sẽ thấy là cái mối liên quan giữa nồng độ thuốc và hiệu quả ha, hay là độc tính của thuốc thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố ha, về đặc điểm dược đồng và dược lực của bệnh nhân. Ví dụ như là yếu tố di truyền này, tuổi ha, giới tính, bệnh lý ha, hay là thuốc phối hợp. Thì cái đường cong liều và đáp ứng này á, nếu như mà nó càng dốc thì cái nguy cơ ngộ độc thuốc thì nó sẽ càng tăng lên. Thì những cái thuốc mà có cái đường cong liều đáp ứng dốc là gì? Mình chỉ ghi cho cô ha, một số thuốc tiêu biểu này. Ví dụ như là các thuốc chống động kinh này. Thuốc chống động kinh là thường là những thuốc nó cũng là khoản trị liệu hẹp luôn đấy. Chống động kinh hay là thuốc chống đông máu. Chống đông máu là thứ hai ha. Thứ ba là gì nữa? Là ví dụ như là levodopa này. Levodopa ha, hoặc là verapamil. Hoặc là những cái thuốc tránh thai, hoặc là cái thuốc thuộc nhóm sulfonylurea ha. Thì đó là những cái ví dụ mà liên quan về cái đường cong liều và đáp ứng này là dốc, thì nó là một cái thay đổi nhỏ liều nó có thể ảnh hưởng đến cái hiệu quả của thuốc. Đây cô cho ví dụ về cái yếu tố thứ ba lúc nãy là liên quan đến vấn đề di truyền đó. Thì di truyền ha, thì có cái kiểu gen, những người mà có kiểu gen NAT2 ha. NAT2, cái gen NAT2 là liên quan đến chuyển hóa isoniazid này. NAT2 là viết tắt của gì đây? Anh chị đọc cái cô ở đây ha, là N-acetin. N-acetin transferase. Transferase là cái men liên quan đến chuyển hóa pha 1 hay pha 2 cả lớp. Lớp mình ơi, có ai biết cái men mà có cái đuôi transferase này là nó liên quan đến chuyển hóa pha 1 hay pha 2? Pha 1 ha, pha 1 là cái men ship nha. Chuyển hóa pha 1 là những cái cô là men ship, là trong cái hệ thống ship 450 đó. Còn pha 2 là thường nó sẽ có cái đuôi transferase này. Thì ở đây nó đang liên hợp với nhóm acetin thì nó sẽ là cái men là N-acetin transferase. Rồi, và thường nó cái chuyển hóa pha 2 nó sẽ tạo thành cái chất gì cả lớp? Chất thân nước hay là thân dầu? Đúng rồi, nó sẽ tạo thành những chất thân nước ít tập hơn ha, để dễ thải trừ. Do đó là ở đây mà những người có cái kiểu gen NAT nè, nhưng mà NAT nó có hai loại này, NAT fast và slow. Fast là chuyển hóa nhanh, còn slow là chuyển hóa chậm ha. Khi mà nó rơi vào cái loại slow á, chuyển hóa chậm á, thì nó sẽ làm giảm cái chuyển hóa của isoniazid này, nó làm chậm cái chuyển hóa isoniazid này, thì cái nồng độ isoniazid á, nó sẽ trong máu nó sẽ tăng lên, và như vậy thì nó sẽ làm tăng hay là giảm nguy cơ ngộ độc đúng chị? Tăng cái cơ Đúng rồi, nó sẽ làm tăng cái nguy cơ ngộ độc. Như vậy mình lưu ý với những cái người mà có cái kiểu cái men NAD mà chuyển hóa chậm này ha. Đây mình nhìn ở đây ha. Đây là một cái nghiên cứu thực hiện tại Đức ha, sau mình là Đức, thì cái tỷ lệ người mà có men chuyển hóa nhanh là chuyện này, mà chuyển hóa chậm thì chị thấy cũng khá nhiều ha. Rồi và mình nhìn cho cô ở cái bảng dưới này thì so sánh giữa các cái vùng chủng tộc á, thì mình sẽ thấy là cái vùng chủng tộc nào nó sẽ có cái kiểu kiểu me kiểu gen chuyển hóa chậm này cao đây các chị. Nhà mình sẽ thấy là thứ nhất là cao là cái vùng Caucasian ha, Caucasian là cái vùng chủng tộc da trắng á, thì khi có cái tỷ lệ men chuyển hóa chậm này cao là 50% này đúng không, hoặc là African là châu gì đúng chị, châu Phi ha, nó cũng cao là 50%. Nhưng mà cái vùng thấp á, là những cái vùng châu Á chúng ta ha, ví dụ như là Chinese ha, hay là Japan, Trung Quốc, Nhật Bản thì nó thấp, chỉ có 10 đến 15% thôi. Đó, thì anh chị lưu với cô ở đây ha, thì mỗi cái vùng chủng tộc khác nhau thì nó sẽ có kiểu gen chuyển hóa thuốc nó sẽ khác nhau.
Rồi nó sẽ liên quan đến cái vấn đề là cái đường dùng ha, đường dùng thì nó cũng ảnh hưởng đến cái tương tác thuốc. Cô cho cái ví dụ ở đây là liên quan đến nimodipine. Nimodipine nó sẽ có ba đường dùng, thứ nhất là đường uống này, thứ hai là nasal là đường dùng nó. Xịt xịt mũi À xịt đúng rồi, mà các cái thuốc xịt vào mũi á, và IV là tiêm tĩnh mạch thì mình sẽ biết là chắc chắn IV là sinh thể dùng cao nhất ha, là 100% rồi. Nasal là xịt mũi thì nó sẽ là 67,4% và thấp nhất là đường uống. Thì như vậy cái sinh thể dùng của thuốc nó sẽ thay đổi tùy theo cái đường dùng. Vấn đề thứ tư hay yếu tố thứ tư là đặc điểm lý hóa của thuốc. Đặc điểm lý hóa của thuốc thì liên quan đến vấn đề hóa lập thể ha, là những cái tính chất lý hóa này. Thì mình sẽ có cái khái niệm ôn lại về khái niệm đồng phân. Thì mình sẽ có hai loại là đồng phân cấu trúc và đồng phân lập thể ha. Phân cấu trúc là sao quý chị? Đồng phân cấu trúc là sao? Là cùng cái trật tự sắp xếp của các cái nguyên tử trong trong phân tử đúng không? Còn đồng phân lập thể là gì? Cô xin lỗi, đồng phân cấu trúc là khác cái trật tự sắp xếp của các nguyên tử trong phân tử. Còn đồng phân lập thể là khác trật tự sắp xếp của các nguyên tử trong không không gian ha. Thì mình sẽ có những kiểu ở đây nè. Đây cấu trúc tiếng Anh là chữ gì đây mình tự xem ha. Đây là lập thể. Trong lập thể mình sẽ có hai dạng là đối quan và bên này là diastereomer là không đối quan. Hoặc mình xem cho cô trong slide phía sau thì nó rõ hơn. Cấu trúc là khác trật tự sắp xếp của các nguyên tử trong phân tử. Còn một phân lập thể thì nó sẽ khác cái trật tự sắp xếp của các nguyên tử trong không gian ha. Trong cái lập thể thì mình sẽ có hai loại là cấu hình, cấu dạng. Thì chủ yếu mình quan tâm là cái cấu hình này. Còn phân cấu hình thì sẽ có quang học và hình học. Và mình tập trung chủ yếu là cái đồng phân quang học. Cái quang học nó sẽ có hai dạng là đối quang và không đối quang ha. Đối quang là diastereomer này, là không đối quang. Đây, các anh chị sẽ thấy hai cái này là không đối quang ha. Hai cái bàn tay thì khi mà mình qua gương thì nó sẽ không chồng chít lên nhau. Nhưng hai cái hình nón này thì nó sẽ chồng chít lên nhau thì mình gọi là đối quang. Một số cái thuật ngữ anh chị học kỹ cô trong slide này ha. Thuật ngữ thứ nhất là otome là gì? Otome là một cái enantiomer ha. Enantiomer có hoạt tính sinh học là một cái đồng phân mà nó sẽ có cái hoạt tính sinh học thì người ta gọi là otome. Distomer là gì? Distomer là cái đồng phân còn lại ha, enantiomer còn lại không có hoạt tính nè, hoặc hoạt tính yếu nhưng mà lại tăng cái độc tính lên. Hoặc là gây ra những tác dụng dược lý không mong muốn đó, thì cái này người ta gọi là distomer. Rồi còn cái phần dưới này thì không cần quan tâm ha, chỉ cần phân biệt cho cô hai cái này. Đây các chị sẽ thấy đây là racemic ha, hỗn hợp đồng phân thì mình sẽ có là amlodipine. Ở trong này nó sẽ có một cái đồng phân có hoạt tính chính đó là cái levamlodipine nhận hàng ha. Hay là amphetamine thì dextroamphetamine hay cetirizine thì đồng phân có hoạt tính chính là levocetirizine, cho nên hiện nay mình rất hay dùng cái đồng phân này trên thị trường này ha. Hoặc là ibuprofen thì mình cũng rất hay dùng là cái desibuprofen này chẳng hạn. Thì đây là những cái đồng phân mà có cái hoạt tính sinh học chính trong cái hỗn hợp racemic của nó. Hoặc là oxytocin thì hiện nay mình hay dùng cái levofloxacin chẳng hạn ha. Hay ome thì mình sẽ có đồng phân S này. Có cái thì người ta dùng đồng phân S, có cái thì người ta dùng đồng phân L ha. Rồi mình so sánh về thông số nhiệt đồng học của một số đồng phân. Thì ở đây slide này anh chị cũng học kỹ cho cô ha. Thứ nhất là liên quan đến cái quá trình đầu tiên trong cái dược đồng học là hấp thu. Mình so sánh giữa cái đồng phân L và đồng phân D metotrexate này. L thì thường sẽ hấp thu tốt hơn là đồng phân D. Hấp thu tốt hơn. Hay là S-omeprazole thì thường sẽ có cái sinh thể dùng cao hơn so với là cái hỗn hợp đồng phân là omeprazole. Rồi. Thứ hai, quá trình thứ hai là phân bố. Mình sẽ thấy là cái VD của đồng phân S hoặc furin á, thì thường nó sẽ thấp hơn so với là đồng phân R. VD
Do đó thì thường á, là cái đồng phân S này nó phân bố chủ yếu ở đâu đó chị? Vi thấp hơn thì nó phân bố ở đâu, ở máu và mô phần nhất. Số ở mô Thấp mà, thấp thấp là phân bố ở ở ở ở máu. máu Đúng rồi máu ha, thấp hơn thấp máu. thì nó sẽ phân bố ở máu, rồi cao thì nó phân bố ở mô. Mà cái hoạt cơ này tác dụng chủ yếu của nó là tác dụng gì cả đó? Mình muốn nó tác dụng ở máu, ở mô. Tác dụng ở máu cơ. À, máu thôi, cho nên là người ta sẽ hay dùng cái đồng phân F này nhiều hơn so với là đồng phân R ha. Rồi, hay là ở đây VD của levosteucin nó vẫn thấp hơn so với là dextroisomer. Thì người ta cũng ưu tiên là sẽ dùng cái đồng phân levo này hơn. Về chuyển hóa cũng vậy, mình so sánh giữa hai cái đồng phân S và đồng phân R ha. Thì đồng phân S hoặc furin á, thì nó sẽ có hoạt tính cao hơn ha, và nó sẽ được chuyển hóa bởi cái quá trình oxy hóa vòng, trong khi đồng phân R thì nó hoạt tính kém hơn và nó được chuyển hóa bởi cái sự phụ của nhóm bên. Do đó thì mình so sánh về hai này thì mình sẽ cũng sẽ chọn cái S hoặc chlorine, nó sẽ ưu thế hơn ha. Rồi tiếp theo nữa là quá trình hại trừ á, thì mình sẽ so sánh này thì S hoặc chlorine á, thời gian bán hại của nó ngắn hơn ha, chỉ có 32 giờ, trong khi đồng phân R thì nó đến mấy giờ đấy anh chị, 54 giờ ha. Thì những thuốc mà nó dài quá thì nó có an toàn hay không đến gì? Mình có muốn là những thuốc mà nó tác thời gian tác dụng nó dài như vậy không? Dạ không cô. Dạ. Nó dài quá thì nó sẽ tích lũy trong cơ thể mà nó có thể gây độc. Ví dụ như để digoxin cũng vậy, digoxin nhiều hàng ha, thì thường thường mình so sánh giữa các cái thuốc tương tự như digoxin á, thì những cái thuốc kia thời gian như digoxin nhiều hàng thì nó sẽ dài hơn, thì người ta sẽ ít dùng hơn so với là digoxin đó. Thì anh chị sẽ so sánh nghĩ này để mình lựa chọn thuốc ha. Rồi hoặc là một cái ví dụ khác liên quan đến giữa các cái đồng phân này, ví dụ như là amlodipine. Rồi các anh chị chờ cô khoảng 2 phút nha. S-amlodipine thì nó giảm xuống chỉ có 4 bệnh nhân thôi, tức là giảm được 98,2%. Rồi một số cái ví dụ khác mình đọc cho cô trong cái bản này. Ví dụ khác là gì? Ví dụ như là ketamine chẳng hạn ha, đồng phân S thì là cái đồng phân mà có tác dụng hiệu quả, nó sẽ gây mê và giảm đau, trong khi đồng phân R thì nó sẽ gây ra ảo giác và kích động. Hay là naproxen thì người ta cũng sẽ lựa chọn cái đồng phân S này ha, có tác dụng giảm đau chống viêm, còn R thì gây độc trên gan mà không có tác dụng giảm đau. Hay là etambutol thì người ta cũng sử dụng cái đồng phân S ha, kháng lao, còn đồng phân R thì lại gây ra cái một cái AD rất là điển hình ha, là gây giảm thị lực, là gây mờ mắt, mù mắt này. Hay là thalidomide thì đồng phân R thì nó sẽ có cái tác dụng là chống nôn, chống nôn ha, an thần, chống nôn khi mà mang thai. Còn đồng phân S thì lại gây ra quái thai ha, gây ra cái dị tật bẩm sinh là hội chứng chi nhánh cụt của anh chị. Thì anh chị đọc kỹ cho cô cái phần này ha, thì cô cũng sẽ ra thi trong cái phần này. Và một số thuốc thì mình sẽ thấy là cả hai đồng phân á, cái đồng phân mà Otome với là Distome đó, thì mình sẽ thấy cả hai cái đồng phân nó đều có cái hiệu lực hiệu quả nó tương đương như nhau ha, tương đương equal là tương đương. Ví dụ như là fluoxetine ha, các thuốc này cả hai đồng phân nó đều là tương đương hết, ibuprofen hay là fexofenadine, prometacin. Để chị đọc thêm ở đây cho cô ha. Đây mình so sánh giữa hai cái thuốc là hai đồng phân là thuốc loratadine và cái đồng phân của nó là desloratadine.
thì cả hai thuốc đều chịu hóa ở gan, là nó tương tự nhau ha, người cùng một cái enzyme trong cái hệ thống C450 34 và 26 hết, nhưng mà khác nhau về cái thời gian bán thải T1/2 ha. Loratadine thì nó ngắn chỉ có 12 đến 15 giờ thôi, trong khi desloratadine là đến kéo dài đến 27 giờ. Nó thường là desloratadine mình chỉ cần dùng một lần một ngày ha, rồi là liều dùng thì nó cũng sẽ giảm hơn. Ở cái desloratadine là chỉ dùng 5 mg một lần một ngày, còn thuốc bên này thì mình sẽ dùng đến 10 mg. Và thời khắc tác dụng thì thời gian của tác dụng hai thuốc thì nó cũng tương tự nhau ha, trong khoảng 1 đến 3 giờ. Rồi bây giờ mình sẽ đi sang cái yếu tố tiếp theo là liên quan đến cái vấn đề dược độc học ha. Và đầu tiên là hấp thu thuốc. Cái yếu tố ảnh hưởng đến hấp thu thuốc liên quan đến cái dạng bào chế của thuốc ha, dạng muối của thuốc. Thì một cái ví Thôi, cô nói chậm chậm tí xíu cơ. dụ. Rồi ví dụ điển hình đó là cái thuốc penicillin. Penicillin thì thường mình có rất là nhiều dạng muối ha. Ví dụ như là muối kali này, canxi ha, hoặc là cái dạng axit tự do này, hoặc là cái dạng penicillin benzoate. Thì cái penicillin tự nhiên á, thì thường á là penicillin tự nhiên là penicillin GV đó các chị, thì nó có thể là kết hợp với các gốc muối khác nhau ha, là này, canxi hoặc là kali. Ở đây thì thường á, những muối này nó hòa tan tốt thì chắc chắn là cái khả năng hấp thu của nó tăng hay giảm cả lớp. Giảm tăng tăng hấp thu tăng nhưng mà tăng để từ cũng nhanh. Dạ tăng hấp thu vô tăng hấp thu ha, cô đang nói chị để vấn đề hấp thu thôi. Thì mình nói cho cô là hấp thu thuốc thì nó sẽ tỷ lệ thuận bởi là khả năng hòa tan của thuốc. Thì khi mà thuốc ở dạng dung dịch, tức là dạng muối hòa tan này nó sẽ ở dạng dung dịch, thì chắc chắn nó sẽ hấp thu nhanh và thời gian tác dụng nó nhanh, thời gian tác dụng nó nhanh. Nhưng mà khi mình chuyển sang cái gốc muối là benzotin này anh chị ha, benzotin này thường nó sẽ ở dạng hỗn dịch, bởi vì nó khó tan thì nó sẽ ở dạng hỗn dịch, và như vậy thì nó sẽ thời gian tác dụng của nó mình sẽ rất là kéo dài, rất là dài luôn anh chị ha, có thể là kéo dài đến mấy ngày luôn á. Và một số thuốc nó có thể một số cái chế phẩm nó có thể là mình nhân chỉ cần tiêm một mũi thôi và nó có thể kéo dài đến là nửa tháng hoặc một tháng ha. Rồi khi chích cái benzatin này, penicillin này, thì bởi vậy là những cái thuốc mà muối natri và muối kali canxi này thường là người ta sẽ dùng đường tiêm tĩnh mạch, nhưng mà cái muối benzatin này thì mình sẽ không có tiêm tĩnh mạch được, bởi vì nó là dạng hộ dịch thì anh chị sẽ tiêm bắp. Penicillin là tùy theo ha, cái chế phẩm thì mình sẽ chọn cái đường tiêm cho nó phù hợp. Rồi vậy thì mình so sánh ở đây cho cô tổng kết lại ha, so sánh với cô thì cái dạng muối mà tan tốt nhất là muối gì đây? Là muối kali ha, tiếp theo là muối canxi, tiếp theo là dạng axit tự do, và thấp nhất sẽ là muối gì đây? Benzotin. Đây là cái tỷ lệ hòa tan ha của các cái chế phẩm muối liên quan đến penicillin. Rồi hoặc một cái ví dụ thứ hai mà nó ảnh hưởng đến cái vấn đề hấp thu thuốc nữa, đó là cái dung môi ha, để mình pha, hay là cái phối hợp với những cái thuốc khác chẳng hạn. Đây mình sẽ xem liên quan đến ví dụ liên quan đến paracetamol ha, trong bốn cái nhóm người tham gia thử nghiệm. Nhóm thứ nhất thì dùng kèm với là nước muối sinh lý. Nhóm thứ hai tức là dùng paracetamol ha phối hợp với tramadol, nhóm thứ ba là phối hợp với codeine, và thứ tư là phối hợp với morphine. Thì các anh chị nhìn vào cái biểu đồ này mình sẽ thấy là cái nhóm nào sẽ có cái nồng độ thuốc trong máu là cao nhất đây, nồng độ thuốc paracetamol trung bình ra trong kết hợp máu với là muối cao nhất. Đúng là rồi, cao nhất là saline đúng không, khi mà phối hợp với nước muối sinh lý. Thứ hai là khi phối hợp với gì đây, là tramadol, tramadol đúng rồi. Và thứ ba là gì cô? Codeine. Codeine là cái màu tròn tròn đây, và cuối cùng sẽ là món morphine đó. Thì nó sẽ phụ thuộc vào cái phối hợp cái dung môi pha và phối hợp với những cái thuốc khác, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nồng độ paracetamol trong máu.
Rồi sự hấp thu nó còn phụ thuộc vào cái pH đó, ngoài tính tan nó còn phụ thuộc vào pH. Hôm trước mình học dược lý, anh chị nhớ cái bài đặc cương không? Thì pH thì nó sẽ quyết định là thuốc nó sẽ ở dạng nào đó, ion hay là không ion, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề hấp thu thuốc. Bởi vì thuốc nó chỉ dễ hấp thu trờ khi mà nó ở dạng ion hay là không ion, tính chị. Dạng không ion. Không À, nhau ngoài dạng không ion thì nó sẽ hấp thu hơn ha. Và mình còn nhớ một ít câu kết luận là hấp thu thì nó sẽ cùng hay là ngược pH không? thu thì cùng đi. À đúng rồi, hấp thu thì cùng pH ha. Thì như vậy mình sẽ giải thích cho ở đây ha. Khi mà phối hợp ketoconazole là một thuốc kháng nấm, khi thứ nhất là trường hợp thứ nhất là không có phối hợp gì hết. Trường hợp thứ hai khi mà mình dùng càng với một cái thuốc là sulfat và một thuốc là điều trị đái tháo đường. Và trường hợp thứ ba là mình phối hợp với ranitidine cũng là một thuốc điều trị đái tháo đường luôn, thì mình sẽ thấy cái khả năng hấp thu của ketoconazole á, trong ba trường hợp này thì trường hợp nào nó sẽ tốt nhất đây? Nồng độ thuốc trong máu này, anh chị thấy nồng độ của ketoconazole trong máu thì trường hợp nào nó cao nhất đấy anh chị? Không phải Đó. mình À, dùng phối hợp luôn, dùng mình cái dùng tô một mình ha. Còn khi phối hợp với hai cái thuốc kia thì mình sẽ thấy là cái nồng độ thuốc làm sao? À, nó sẽ nhẹ. À, nồng độ thuốc nó sẽ nhẹ. Bởi vì á, vì sao cái ranitidine nó giảm mạnh hơn? Bởi vì cái hiệu lực của ranitidine á, và liên quan đến thay đổi pH nó mạnh hơn sulfat. Cái đó là nó thay đổi pH nhiều hơn ha. Thì chắc chắn thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng hấp thu của ketoconazole. Nào bây giờ mình giải thích vì sao vậy? Vì sao cái phối hợp sulfat này là ranitidine nhìn nồng độ ketoconazole mình giảm xuống? Anh đấy. chị. Thì keto nó là một cái axit yếu của cô, Ừ. do đó nó cần cái môi trường axit để hấp thu. Ừ. Khi mình phối hợp với sulfat với ranitidine thì nó sẽ làm tăng cái pH lên đó, do đó nó sẽ kém hấp thu hơn, nồng độ nó. Đúng rồi anh chị ha. Sulfat và ranitidine thì thường trung hòa axit đúng không? Cô xin lỗi, nó giảm tiết axit. Thì nó sẽ làm cho cái pH môi trường nó sẽ tăng lên. Và khi pH tăng lên á, mình biết cái ý thứ hai này. Ý thứ hai là do ketoconazole bản chất là axit yếu, giống như là chị mới trình bày đó. Là một cái axit yếu đó, thì nó axit thì mình nhớ là hấp thu là cùng pH, thì nó sẽ hấp thu trong cái môi trường axit. Bây giờ mình dùng những thuốc này nó sẽ nâng cái pH lên thành cái môi trường là bớt axit hơn, nó kiềm hơn đúng không? Thì nó sẽ làm giảm hấp thu ketoconazole. Nghe các anh chị. Thì ở đây mình lấy cho có hai ý như vậy, keto là axit. Còn các thuốc này thì nó sẽ làm giảm bớt axit thì nó sẽ giảm hấp thu ketoconazole. Rồi một cái ví dụ nữa là liên quan đến cái thời điểm dùng thuốc ha, lúc đói hay lúc lúc no đây. Đói lúc no thì nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề hấp thu. Thì thường thông thường các thuốc là anh chị hay uống lúc đói hay là lúc no? Có thuốc bình thường ấy. Thôi Dạ có đúng rồi, thông tôi uống thường thuốc đó. rồi. Tùy theo thuốc không? Cô đang nói thông thường á, mà mình sẽ uống lúc nào? Chào khoảng lúc Thông no. thường uống lúc no. Là cái điểm cứ sợ là liên quan đến vấn đề tiêu hóa thôi. Và thực sự á, mà hầu hết các thuốc là mình sẽ uống lúc đói các chị. Đặc biệt là kháng sinh, đặc biệt là kháng sinh là mình nên uống lúc đói, bởi vì á, mình mong muốn là cái hiệu lực nó cao, cái hiệu lực ha, nó diệt khuẩn cao đúng không, và tác dụng trên vi khuẩn cao, nồng độ thuốc cao thì mình phải uống lúc đói, bởi vì thức ăn thì thường nó sẽ làm giảm hấp thu thuốc, nó cản trở khả năng hấp thu thuốc. Do đó hầu hết các thuốc mình sẽ uống lúc đói là tốt nhất. Nhưng đối với một số thuốc mà nó có ADE trên cái tiêu hóa, ví dụ như là metformin, ví dụ như là sắt chẳng hạn ha, rồi là hoặc là nhiều thuốc khác nữa, ví dụ như các thuốc điều trị lao chẳng hạn, nó thường nó gây ra cái ADE trên tiêu hóa, gây chứng buồn đầy hơi là buồn nôn gì đó, thì mình sẽ uống chuyển sang uống lúc no, hoặc là các NSAID đó thì mình sẽ uống lúc no ha. Thì đó là thông thường. Bây giờ mình sẽ quay trở lại đối với thuốc thuốc này là theophylline. Theophylline có phải là thuốc thông thường không? Đó là có phải là thuốc phóng thích bình thường không anh chị? Dạ Hay là cái bài không, chỉ không định cô. gì? Nó thường bài chỉ định Theophylline thuộc dạng phóng thích kéo dài á cô. đúng rồi. Mình nên uống lúc đói. Theophylline trên thị trường anh chị hay thấy là người ta Ê anh ơi. cái gì là Ê ê ê. nó sẽ là tác dụng kéo dài,
Vậy thì vì sao mình lại uống nước đó ấy? Nếu như uống nước no thì sẽ làm phá vỡ cái cấu trúc của cái thuốc đó cô, còn làm tăng nồng độ hai thuốc sáu sao giảm phóng thích thuốc ta, uống lúc nào thì sao giảm phóng thích làm sao? Giảm hấp thu thuốc hả? Uống lúc nào giảm hấp thu thuốc hay là sao? Thức ăn mình nói cái thuốc thông thường là thức ăn là giảm khả năng hấp thu, cản trở khả năng hấp thu. Nhưng riêng đối với cái thuốc bào chế đặc biệt này thì sao cánh chị? À, đối với thuốc bào chế đặc biệt thì thức ăn nó lại làm phá vỡ cấu trúc của thuốc. À, thông thường á, thức ăn nó sẽ làm phá vỡ cấu trúc của thuốc và nó sẽ làm cho thuốc phóng thích ồ ạt. Vì mục đích của cái bào chế đặc biệt là giúp cho thuốc là phóng thích từ từ ha, để duy trì cái nồng độ mình trong máu. Bây giờ khi mà mình uống càng với tức là mình uống lúc no đó thì thức ăn nó sẽ làm phá vỡ cấu trúc bào chế đặc biệt của thuốc đó, thì nó sẽ làm phóng thích thuốc ồ ạt. Và chị sẽ thấy ở đây là khi mình nhân dùng lúc no này, after breakfast là sau cái bữa ăn sáng này, thì bỗng nhiên là cái nồng độ thuốc nó như thế nào đây các chị? À, nó tăng cao đột ngột ha, nó phóng thích ồ ạt trong máu thì nó sẽ tăng cao đột ngột. Trong khi mà mình dùng lúc fasting là lúc đói ha, fasting anh chị nhớ là dùng lúc đói ha, thì lúc này ha, là thức ăn nó không ảnh hưởng gì đến cái giảm bào chế của thuốc hết, nó không phá vỡ cấu trúc mà bào chế mà phóng thích kéo dài của thuốc đó, thì anh chị thấy là cái nồng độ thuốc trong máu nó duy trì như thế nào đây? À, nó sẽ duy trì ổn định chưa? À, như vậy thì đối với thuốc bào chế đặc biệt thì mình nên uống lúc đói hay lúc no cũng chị? Lúc đói Đúng rồi, các thuốc bào chế đặc biệt. rồi Thuốc bào chế đặc biệt thì anh chị nên uống lúc đói ha. Đây là khi tất cả những thông tin này là cô lấy từ trong cái cuốn sách này anh chị đọc ha, có thể tham khảo thêm này. Apply gì đây? Apply biopharmaceutical ha, pharmacokinetic này. Thì nó sẽ trình bày, trong đó nó sẽ trình bày một cái nhanh cho anh chị cái phần này. Rồi một yếu tố tiếp theo ha là đối với khi phối hợp thuốc và những cái thức uống có cồn ha, liên quan đến lối sống của bệnh nhân này, thì cái phần này mình cũng đã nghe rất là nhiều rồi ha. Rượu phối hợp với thuốc thì nó sẽ như thế nào? Ví dụ như ở đây chị đọc với cô ha, NSAID này, aspirin hay là para khi phối hợp với rượu thì tác dụng của thuốc nó sẽ thay đổi như thế nào, và tác dụng của rượu nó cũng sẽ thay đổi như thế nào ha. Cô khi mà dùng rượu chung với rượu á, là chất cảm ứng C2E1 làm tăng cái NAPQ, tăng NAPQ tăng cái nguy cơ ngộ độc para. Cái thứ hai nữa là cái men ADH là cái men chuyển hóa rượu. Cái men chuyển hóa rượu mà mình cái men chuyển hóa mà mình ức chế cái men đó thì nó làm tăng nồng độ alcohol trong máu. Rồi, như vậy là mình phân tích cả hai chiều ha, đúng không? À, đúng rồi đó chị, tức là một cái, tức là cái NSAID ha, para nó ảnh hưởng đến rượu thì là ở cái phần này, như lúc nãy chị nói là nó ức chế cái men chuyển hóa rượu là đúng rồi ha. Para này nó ức chế cái men chuyển hóa rượu, do đó sẽ làm tăng nguy cơ ngộ độc rượu lên, chính xác ha. Ý thứ hai, ngược lại rượu nó ảnh hưởng đến para như thế nào, hôm trước mình đã học rồi ha. Rượu thì nó sẽ làm cảm ứng cái men chuyển hóa đó, thì nó sẽ tăng cái nguy cơ ngộ độc para. Rồi như vậy là chị phân tích rất là rõ rồi ha, mình còn nhớ bài những cái môn học trước rồi đó. Rồi tiếp theo là những cái ví dụ phía sau này nó một tương tự như vậy ha. Và một cái nữa là liên quan đến phối hợp với chlorpheniramine. Chlorpheniramine thì mình nhớ là ở đây là tương tác dược lực chứ không phải là dược động. Dược lực tức là cả rượu và chlorpheniramine nó đều làm có tác dụng là an thần hết ha. Có tác dụng trên cái hệ thần kinh trung ương, là có tác dụng sedation là an thần này đó, thì nó sẽ hiệp đồng tác dụng với nhau ha. Rồi một số cái ví dụ dưới này thì anh chị đọc thêm nha cô. Hoặc là phối hợp liên quan đến tương tác giữa thuốc và cái lối sống bệnh nhân ha, có sử dụng thuốc lá hay là không. Thì thuốc lá thì mình nhớ với cô là thường nó sẽ là cảm ứng hay là ức chế men gan. Cảm ơn mình nha. Đúng rồi, cảm ứng men gan ha, thì mình sẽ phân tích theo cái hướng như vậy. Cảm ứng thì nó sẽ làm thay đổi nồng độ của các thuốc khác như thế nào, để anh chị tự xem lại cho cô ha.
À, đây một cái ví dụ mà mình sẽ tập trung phân tích là trong cái bài hôm nay là khi phối hợp cái nhóm thuốc mà mình cũng rất là hay dùng là benzodiazepine, là các thuốc an thần gây ngủ á, có cái diazepam, tam đó đúng không, và thuốc lá, thì nó sẽ có thể tương tác theo hai kiểu ở đây ha, chị đọc với cô này. Thứ nhất là dược đồng và thứ hai là tương tác dược lực. Dược đồng thì mình biết rồi, lúc nãy mình nói ha, thuốc lá là nó cảm ứng cái men này C450. À, cảm ứng cái men C450 thì cảm ứng thì nó sẽ làm cho chuyển hóa của BCT tăng giảm ở lớp. Đó, cảm ứng thì chuyển hóa, đúng rồi, cảm ứng thì chắc chắn nó sẽ làm tăng ha, tăng chuyển hóa BCT, đây là diazepam, tăng chuyển hóa. Tăng chuyển hóa. Ừ, tăng chuyển hóa thì cái nồng độ BCT nó sẽ tăng hay giảm ở lớp. Độ nó giảm thôi. Rồi. Giảm nồng độ, giảm nồng độ thì nó sẽ giảm cái hiệu lực của cái BCT này. À, đó là cái cơ chế thứ nhất liên quan đến dược độc. Cơ chế thứ hai là nó sẽ liên quan đến dược lực. Và mình biết rất là rõ là thuốc lá thường nó có tính kích thích thần kinh ha, kích thích thần kinh trung ương. Do trong thuốc lá nó có cái chất nicotine ha, làm kích thích thần kinh trung ương và nó sẽ đối kháng với cái tác dụng an thần của BCT. Đây là cái tương tác kiểu đối kháng ấy, chứ không phải là kiểu hiệp đồng như lúc nãy. Thì cái này là đối kháng, như vậy nó sẽ giảm tác dụng theo cả hai cơ chế luôn, một là hiệp đồng, hai là nhiệt lực. Rồi, hoặc là thuốc lá với para thì cũng tương tự như vậy ha. Chị có thể tự xem thêm cho cô. Đây, tức là lúc nãy mình nói là thuốc lá thường cảm ứng. Cảm ứng thì nó sẽ làm kích thích. Thích cái men này, C1A2 này. Kích thích thì nó sẽ làm tăng chuyển hóa. Tăng chuyển hóa para. Thì mình sẽ xem cho cô. Tăng chuyển hóa thì nó sẽ làm giảm nồng độ đúng không? Rồi, yếu tố tiếp theo nữa là gắn kết với protein. Thì cái phần này cũng không có gì hết ha, không chỉ gắn kết protein thì chủ yếu là albumin ha. Albumin ngoài ra có thể gắn kết với là acid lipoprotein, alpha lobulin, gamma lobulin v.v. Thì ở đây theo cái phần này cô sẽ không có ra gì hết, không chỉ xem thêm ha. Ngoài gắn kết protein thứ tư thì có thể gắn kết với protein ở mô ha. Ví dụ như iốt thì nó gắn mạnh vào cái hormone thyroid của tuyến thyroid ha, tyrosine của tuyến giáp á, hay là chloroquine thì nó gắn mạnh vào võng mạc này ha, hoặc là isoniazid thì nó sẽ gắn mạnh vào cái mô mạc chẳng hạn, hay là digoxin nó gắn mạnh vào mô tim. Thì số cái ví dụ ở đây thì cái phần này các anh chị cũng học thêm thôi ha. Tetracycline thì nó gắn mạnh vào cái mô xương mô răng. Rồi chuyển hóa thuốc, liên quan đến vấn đề chuyển hóa thuốc ha, thì mình sẽ phân tích cái tương tác giữa kháng sinh với các thuốc điều trị đái tháo đường. Thì cái phần này anh chị cũng đã gặp rất là nhiều rồi, liên quan đến tương tác trên cái hệ thống C450 đó, 450 ha. Thì thường các kháng sinh nó sẽ đóng vai trò là gì anh chị, chất cảm ứng hay là chất chế? Chất chế. Đúng rồi ha, các kháng sinh với cô là thường nó cho chất ức chế nha. Ví dụ như là kháng sinh nào, mình hay nêu ví dụ là kháng sinh nào, là rindamycin. Đúng rồi, kháng sinh macrolide nè, kháng sinh macrolide. Và cái kháng sinh mà mình e ngại nhiều nhất trong cái vấn đề tương tác thuốc á, là cái gì nhớ với cô là các thuốc kháng nấm nè. Đây là các thuốc ức chế đầu tay đây, người ta rất hay ví là cho ví dụ về những cái thuốc này ha. Và người ta rất là chú trọng một cái tương tác thuốc đối với các thuốc kháng nấm này, các thuốc có đuôi aso này, ví dụ fluconazole ha, là itraconazole này, đó, rất là nhiều các thuốc azole đó. Thì đây là những thuốc hàng đầu mà liên quan đến tương tác thuốc theo cái kiểu ức chế men gan, hoặc là kháng sinh thứ hai là macrolide, hoặc là kháng sinh nữa là cái kháng sinh quinolone. Thì bây giờ mình phân tích là khi phối hợp các thuốc điều trị đái tháo đường ở đây này, thì nó sẽ tương tác như thế nào. Nào, có anh chị nào trình bày giúp cô được không? Nó không giống nhau hết à? Tức là các thuốc kháng sinh này,
ức chế men gan ha, ở đây cũng có thể là C2C9 nè, C3 4 ha, tùy thuốc. Thì khi nó ức chế những cái men này á thì nó sẽ làm cho chuyển hóa của các thuốc và nhóm SO này nó sẽ tăng cái dạng cả lớp. Đúng rồi, ức chế thì sẽ giảm giảm chuyển hóa ha, giảm chuyển hóa thì cái nồng độ thuốc trong máu tăng cái dạng đây. Tăng cơ. Nồng độ thuốc trong máu chỉ thấy tăng ha, 28% này. Sau 7 ngày sử dụng ha, nồng độ thuốc tăng 26% này. 49% đối với lipid này. Yeah, hoặc là các cái thuốc Revalimid nó tăng đến 41% này, thì thấy không, nồng độ thuốc nó tăng lên ha. Thì nồng độ thuốc tăng thì mình sẽ theo dõi cái vấn đề liên quan đến ADE của thuốc, liên quan đến vấn đề là hạ đường huyết ha, theo dõi đường huyết của thuốc. Đối với cái nhóm SU này thì thường cái tác dụng phụ người ta hay quan tâm nhất là hạ đường huyết đó, thì mình cần phải theo dõi. Thì cái này có thể là phân tích nó cũng dễ ha, những chị từ sau này với cô. Rồi một cái vấn đề nữa là mình cũng rất chú trọng đối với cái kháng sinh á, hay là một cái phản ứng disulfiram với rượu ha, phản ứng disulfiram với rượu liên quan đến cái việc dùng thuốc và lối sống của bệnh nhân là bệnh nhân đang uống rượu. Thì một số thuốc ví dụ như là gì, ví dụ như là kháng sinh hay là cái nhóm SU thì thường nó sẽ có cái phản ứng giống disulfiram này. Thì những cái kháng sinh nào không, chị lưu ý cho cô ha, những thuốc mà có cái phản ứng disulfiram. Disulfiram là gì, là cái chất mà hiện nay trên thị trường người ta hay dùng á để cai rượu cho bệnh nhân á. Thì những cái thuốc của mình nó sẽ có tác dụng giống như là disulfiram, và khi bệnh nhân phối hợp với rượu á thì bệnh nhân sẽ có cái biểu hiện là khó chịu đúng không, ví dụ như là nhức đầu chóng mặt gì đó ha, những biểu hiện đó thì sẽ làm cho bệnh nhân là sợ rượu. Thì nó sẽ có tác dụng là cai rượu. Thì cái phản ứng này người ta gọi là phản ứng giống disulfiram. Thì những thuốc nào, mình lưu ý cho cô ở đây ha, cái slide nó hơi mờ thì cô đọc lại này. Đó là các phát sinh nhóm beta-lactam, ví dụ như đặc biệt là cái nhóm cefa ha, ví dụ như là cefotetan hoặc là cefoperazone, thì là những thuốc mà thường liên quan đến cái phản ứng disulfiram này. Tôi nhắc lại ha, cefotetan này hoặc là cefoperazone, hoặc là nhóm fenicol, hay là thuốc kháng lao isoniazid, các thuốc kháng nấm ha, ketoconazole, risperidone. Thì rất nhiều các kháng sinh ở đây nó sẽ có cái phản ứng giống disulfiram, hay là metronidazole cũng là kháng sinh luôn đó. Thì anh chị đọc thêm cho cô các kháng sinh này. Ngoài ra cái ví dụ thứ hai nữa là cái nhóm SU ha. Một số thuốc SU này nó cũng có cái tác dụng giống disulfiram, đặc biệt là mình sẽ thấy một số thuốc mình đang dùng hiện nay ha, là lipizid hay là lipurid. Lipurid. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái disulfiram là sao. Hay disulfiram là một cái chất mà nó sẽ có tác dụng ức chế cái men ADH này. Ức chế cái men ADH. Mình biết ADH là tên là anhydride dehydrogenase ha, là cái men có tác dụng chuyển hóa rồi đó. Ở đây cụ thể là nó sẽ chịu cái anhydride tạo thành cái axit acetic ở đây ha. Thì khi mà nó ức chế cái men này thì nó sẽ giảm cái quá trình chuyển hóa này, và nó sẽ tăng cái nồng độ anhydride lên. Và khi tăng anhydride thì bệnh nhân sẽ ngộ độc do tăng cái anhydride này. Đó là cái cơ chế là về cơ chế mà gây ngộ độc của cái disulfiram ha, hay là các thuốc giống disulfiram, và do nó chế cái men anhydride này. Chỗ này anh chị hiểu được chưa cả lớp? Lúc mình ơi. Dạ được cô. Rồi đó là cái phản ứng disulfiram ha, cơ chế của cái ngộ độc do disulfiram. Bây giờ là về cái biểu hiện hay là cái triệu chứng ngộ độc mà liên quan đến các thuốc giống disulfiram là gì, thì mình sẽ có ba mức độ ha, mức độ nhẹ này, là mức độ trung bình và mức độ nặng. Mức độ nhẹ thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện là flushing là đỏ bừng mặt, headache là đau đầu ha, sweating là đổ mồ hôi. Mức độ trung bình là nôn ha, bệnh nhân nôn mửa, tim nhanh, tachycardia là tim nhanh, rồi hypotension là tụt huyết áp, và dyspnea là khó thở.
Lưu ý cho cô cái mức độ nặng này bệnh nhân sẽ có cái biểu hiện à, cô xin lỗi, lúc mà no sẽ là mới buồn nôn thôi, cái vomiting này mới là nôn ha, và mức độ nặng sẽ là nôn này, ở chế hô hấp suy hô hấp này, rồi bệnh nhân sẽ ở chế cả tim mạch ha, và convulsion là co giật này, rồi mà có thể tử vong. Thì đây là những cái biểu hiện nặng. Rồi và tiếp theo là ví dụ liên quan đến tương tác giữa rượu và thuốc, một cái thuốc tiêu biểu là warfarin ha. Tại sao mình quan tâm đến cái này? Bởi vì warfarin là một cái thuốc mà có giới hạn trị liệu hẹp, có khoảng trị liệu hẹp. Đó là mình lưu ý đến vấn đề phối hợp với các thuốc và đây là phối hợp với rượu. Thì khả năng là có thể phối hợp cao ha, một số bệnh nhân rất hay uống rượu á. Thì chị nhìn ở đây cho cô ha. Warfarin lúc này mình nhớ là mình sẽ chọn cái đồng phân R hay là đồng phân S, nó sẽ tối ưu hơn. Đồng phân S đúng không? Đó thì một số cái lý do lúc này mình chọn đó. Thì cái S warfarin này thường nó chuyển hóa qua cái men ship 2, ship 9 ha. Còn R thì nó sẽ chuyển hóa qua cái ship 1, 1, 2, 2, 3, 4 gì đây. Rồi, thì bây giờ mình chủ yếu tập trung vào cái đồng phân S này. Đồng phân S của Corin này á, muốn có tác dụng thì nó cô xin lỗi, cái thuốc này cơ chế của nó này là nó sẽ ức chế ha, nó khóa cái men vi cốc này. Men vi cốc này là một cái men mà có tác dụng nó sẽ chuyển vitamin K và oxy hóa sang nhận cự. Bây giờ mình khóa thì nó sẽ không hoạt hóa được cái vitamin K này, không sẽ chuyển sang cái nhận cự được. Thì khi vitamin K dạng cửa dạng hoạt động ấy, thì nó mới có tác dụng là hoạt hóa các yếu tố đông máu ở đây ha. Nó sẽ hoạt hóa các yếu tố ở đây này, 2, 3, 9, 10 đây. Thì nó mới có tác dụng là gây đông máu được. Đúng không? Vitamin K hoạt động thì nó sẽ có tác dụng hoạt hóa yếu tố đông máu thì gây đông máu. Bây giờ mình dùng thuốc rồi này, mình khóa rồi. Thì nó sẽ làm bất hoạt cái vitamin K này. Cho nó sẽ giảm cái tác dụng là đông máu. Thì thuốc này sẽ có tác dụng là chống đông. Rồi, vậy thì đó là cơ chế tác dụng của warfarin ha. Cơ chế tác dụng của warfarin, cô nhắc lại nó chế cái men vi cốc. Rồi, nó sẽ bất hoạt cái vitamin K, giảm vitamin K dạng khử. Thì nó sẽ làm giảm hoạt hóa yếu tố đông máu ha. 2, 7, 9, 10 ở đây. Và liên quan đến vấn đề tương tác thuốc, thì khi warfarin mình phối hợp với những thuốc mà nó sẽ cảm ứng lên gan. Đây cảm ứng ở phía dưới ha, trên là nhỏ mức chế men gan, thì nó sẽ làm thay đổi cái nồng độ của warfarin. Thay đổi như thế nào thì cái này mình biết rõ rồi đúng không? Ví dụ như ở đây ha, cái nhóm này là nhóm gì đây tính gì? Cái xe là barbiturat này, rượu này, uống rượu mạng tính này, bisoprolol, rifampin. Đây là cảm ứng hay là ức chế đây? Cảm ứng rồi. À đúng rồi, đây là cái nhóm cảm ứng men gan. Thì khi phối hợp warfarin thì nó sẽ làm tăng chuyển hóa ha. Tăng chuyển hóa thì giảm đông độ, giảm đông độ thì nó sẽ giảm cái tác dụng là chống đông của thuốc ha, giảm tác dụng chống đông của warfarin. Còn ngược lại khi mình phối hợp với cái nhóm màu đỏ này là cái nhóm mà chế men gan, ví dụ như cimetidine này, kháng sinh này, kháng sinh thì nó sẽ gây ức chế men gan, làm giảm chuyển hóa cái warfarin này, thì giảm chuyển hóa thì tăng đông độ và tăng cái độc tính ha. Tăng độc tính của warfarin. Rồi một cái yếu tố cuối cùng ha là liên quan đến đường sử dụng thuốc. Đường sử dụng thuốc thì mình sẽ thấy là cái nhóm BZD ZD thì sẽ có một cái số thuốc thì người ta sẽ dùng đường uống, ví dụ diazepam. Nhưng một số thuốc thì người ta chỉ dùng đường tiêm thôi, ví dụ midazolam ha. Midazolam nó rất thân nước cho nên người ta không có dùng đường uống được. Vì khi dùng đường uống thì nó không hấp thu, do đó người ta thường chỉ dùng đường tiêm. Và khi tiêm thì nó sẽ tác dụng trực tiếp luôn, nó lên tới não luôn, có nghĩa là theo máu thì nó đi trực tiếp lên thần kinh và nó sẽ có tác dụng. Trong khi là diazepam thì chị thấy là nó phải chuyển hóa rất là nhiều ha, qua những cái chất ở đây là diazepam, oxazepam, đó nó chuyển hóa rồi. Do đó là cái thời gian tác dụng của cái diazepam rất là kéo dài.
trong khi midazolam thì thường là người ta hay dùng trong bệnh viện để làm thuốc như làm thuốc tiền mê phối hợp với các thuốc gây mê đó, thì trong các phẫu thuật ngắn thì người ta rất hay dùng cái midazolam này. Rồi liên quan đến vấn đề chuyển hóa thuốc trẻ em thì mình thấy là cái chlorampinicol á thường mình sẽ không dùng cho trẻ sơ sinh. Lý do bởi vì sao các anh chị? Nó chống chỉ định cho trẻ dưới 6 7 tháng tuổi là vì sao vậy? Do tác dụng phụ gây hội chứng xám đó con. À vì sao nó gây hội chứng xám? Vì trẻ em dưới 6 tháng thiếu cái men urite. À đúng rồi con chị. À, nó sẽ thiếu cái men urite ha. Urite là viết tắt của gì đây? U là gì cả lớp? U là viết tắt của UDP ha. UDP là một cái hoạt chất mà nó phối hợp udipin diphosphate, cái gốc udipin diphosphate nó phối hợp với acid glucuronic, do đó sẽ có cái công thức rất là cồng kềnh, nó rất là phân cực và nó sẽ tham gia vào cái phần liên hợp với là cái thuốc. Khi liên hợp với thuốc theo cái pha 2 đó thì nó sẽ làm giảm cái nồng độ thuốc, giảm nồng độ chlorampinicol, giảm được tính của chlorampinicol, nó sẽ tăng thải trừ thuốc. Nhưng mà ở trẻ thì nó thiếu cái men này, thiếu cái men UDT này. Nên trẻ còn nhỏ thì các cái men nó chưa hoàn thiện ha, nó đặc biệt là cái men UDT này. Do đó nó sẽ làm tăng cái nồng độ chloram trong máu ha, và nó sẽ có cái biểu hiện hội chứng xám ở đây, anh chị thấy ở đây ha. Rồi. Cái phần này là gì đây? Liên quan đến chuyển hóa vitamin D. Chuyển hóa vitamin D ha. Ở cái phần này các anh chị và cô trình bày luôn ha, chuyển hóa vitamin D thì mình biết này là tiền vitamin D thì nó sẽ có ở dưới da chúng ta đúng không? Thì dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời này nó sẽ chuyển cái tiền vitamin D lại, đây là bảy dehydro cholesterol tạo thành cholecalciferol là D3. Đó là cách thứ nhất mà mình sẽ đưa cái vitamin D vào trong cơ thể thông qua quá trình tắm nắng ha. Hoặc là cách thứ hai mình có thể dùng thuốc trực tiếp luôn là D3 này, cholecalciferol, hoặc là D2 là gì đó chị? D2 có tên gọi là gì? Ergo đúng không? Ergo calciferol là hai cái thuốc trên thị trường hiện nay mà mình có thể dùng. Thì hai cái thuốc này á thì cũng chưa phải là cái dạng có tác dụng trực tiếp đâu anh chị ha, và có thể nó phải được chuyển hóa. Thì có qua hai quá trình, đầu tiên là chuyển hóa ở gan ha, nhờ cái hệ thống men 25 hydroxyla gì ở đây ha, thì nó sẽ chuyển tạo thành ở đây là 25 hydroxy vitamin D. Rồi sau đó nó sẽ nhờ một cái men là 25 này, một alpha hydroxyla ở thận thì nó sẽ chuyển tạo thành là 125 dihydroxy vitamin D. Hai cái này mình còn gọi là canxi gì đó chị. Cái gốc này mình còn có tên gọi khác là gì đây? Canxitriol, chính xác ha, cái này là canxitriol này. Thì đây là cái canxi mà có tác dụng trực tiếp này, nó mới là chất có hiệu lực cuối cùng. Canxitriol này thì nó có tác dụng là nó sẽ tăng hấp thu canxi ở ruột ha, rồi tăng tái hấp thu canxi ở thận á. À, thì canxitriol đó anh chị nhớ là vitamin D có tác dụng ha, đã được chuyển thành cái chất có tác dụng trực tiếp rồi đó, thì nó mới có tác dụng hấp thu cái vitamin D, con xin lỗi, hấp thu canxi ở ruột. Vì vậy mà khi mà bệnh nhân mà bị suy gan hay suy thận thì người ta sẽ không có dùng được D2 hay D3, mà người ta bắt buộc phải dùng đến cái hoạt chất cuối cùng này ha, là calcium. Có cái phần này chị xem thêm ha. Giờ mình sẽ đi sang các tình huống này. Tình huống này thì cô xem là nếu lúc mình mà làm báo cáo thì cô cho anh chị làm báo cáo ba cái tình huống này luôn. Mình thấy cô Linh trả lời à.
Thôi chắc anh chị về chuẩn bị ba cái tình huống này cho cô luôn ha. Được không anh chị? Chuẩn bị đi làm báo cáo luôn hả cô? Đúng rồi, làm báo cáo ấy. Nha. Dạ. Báo ba tình huống này cho cô nha. Lớp chính quy là cô cho làm báo cáo ba tình huống này đó. Còn lúc mình liên thông thì cô thấy hôm trước họp bộ môn cũng nói là cũng cho làm bài tập nhóm mà chứ không có thi. Thì, nếu mà thi thì cô sẽ hỏi lại cô Linh ha. Cái gì cô sẽ liên hệ lại với lớp sau nha. Dạ. Còn nếu mà làm bài tập nhóm thì anh chị làm cho cô ba cái tình huống này. Rồi. Anh chị có muốn làm một số câu hỏi không? Cô cho luôn đi. Cô cho vài câu hỏi. Recording stopped. Rồi, lát chờ cô một chút xíu, cô tìm mình. Rồi, chính chị gọi vào hộp chat cho cô đi. Rồi câu này lớp mình đúng hết rồi ha. Rồi câu chuyện sang câu thứ hai. Rồi câu này anh chị cũng đúng luôn này hai vậy có rồi.
Rồi cái này anh chị chọn cái gì? Rồi chọn A là đúng rồi ha. Theo. Và đúng hết nha anh chị của xe nha. Con này có người chọn C, có người chọn D hả các anh chị? C hay là D? Rồi. D ha, D là đúng nha. Bây giờ mình nói lại nè. Enantiomer là mình nói là đồng phân hóa học đối quan, nhưng mà cái này không là sai ha. Racemic là được gọi là hỗn hợp đồng phân. Rồi cái này định nghĩa này cũng sai luôn. Còn Ertomer là hỗn hợp không đúng nha. Ertomer là gì? Ertomer là đồng phân quang học có hoạt tính. Có hoạt tính. Đúng rồi, còn cái dystomer là đồng phân mà không có hoạt tính, hơi yếu mà có thể gây hại. Như vậy cái này cô đúng là cô D nha. Rồi, câu tiếp theo. Rồi câu này thì lúc mình đúng hết rồi ha, cô C nha.
Rồi câu này á là có đến hai đáp án đúng luôn ha, anh chị nào chọn A thì nó cũng đúng nha, và B nó cũng đúng nha. Rồi chỉ có C với D là sai thôi. Nè, cái đề này thầy hôm trước cô chưa có trình lại. Rồi, A cũng đúng mà B cũng đúng nha. Rồi, cô chiếu một số câu hỏi cho lớp mình tham khảo vậy ha. Rồi, anh chị ở nhà xem kỹ là bài giúp cô nha. Có ai còn thắc mắc gì nữa không? Rồi, hôm nay có ai phát biểu thì để cho cô chút xíu, cô mở cái file điểm lên để anh chị giúp cô luôn nha. Không, anh chị nhắn vào cái hộp chat cho cô đi, rồi lúc nào cô sẽ đọc nha. Cô ơi, chỉ điểm quá trình.